Công Phương ghi cú đúp cùng hai pha kiến tạo, U20 Việt Nam dễ dàng vượt qua U20 Bhutan 5-0 ở trận giao quân bảng A, vòng loại U20 châu Á 2025. Anh ngồi thẳng này. Công Phương thì thi đấu rất hay, thì ông muốn nói gì với các học trò mình, một cái lời đánh giá hay cũng như những lời khen gì cho Công Phương để chúng ta chúng ta lời khen thì chắc có thể cho các bạn khen tôi với là mong Phương là tiếp tục với niềm tin, đặc biệt là bản thân mình có năng lực và hãy cố gắng qua trận đấu, và trận đấu vừa kết thúc là coi như là may thì
chúng ta phải hướng vào nó cũng theo mỗi một việc đó để chúng ta làm thế nào. Nên là tất cả các bạn đều phải cố gắng niềm tin, và đặc biệt là đừng nghĩ nhiều về trận đấu vừa qua có thể vui nhưng đã kết thúc và trận đấu khác là khác hơn. Nên là đừng quên, nghĩa là con sẽ hiểu được và giữ được cái niềm tin đó, hiểu được khát khao kia bóng đó.